Chị, bà làm sao này? Từ khi nào anh mất đi sự ga lăng với phụ nữ đấy? Mời anh. Anh đưa em ra đây làm gì? Đồ uống thì bình thường, không khí thì lạnh lẽo. Anh chỉ muốn một chỗ yên tĩnh, riêng tư để nói chuyện với em thôi. Em đến đây để xem đoạn clip này thôi á. Chồng của em yên tâm, em không bao giờ sang đường bất cần như cái chị này đâu. Đến giờ này mà em vẫn gian dối được hả? Em có biết người chạy xe máy trong clip là ai không? Vì em không nhận ra một người qua đường mà anh bảo em gian dối á. Bởi vì em biết người lái xe máy gây tai nạn cho Phương là ai. Em bảo sao cơ? Có cần anh nói thẳng ra luôn không? Người lái xe máy gây tai nạn cho Phương là đàn em của bố mẹ em. Anh cứ lừa em thế. Hôm nay có phải ngày cá tháng 4 đâu. Với cả clip này mờ tịt như thế, cũng không rõ người qua đường nữa. Em sao thế? Chẳng phải là mọi lần em ngay thẳng lắm mà. Ok, nếu mà em phủ nhận thì anh sẽ đưa clip này ra công an. Anh dọa em đấy à? Nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Cũng chỉ là một vụ tai nạn thôi mà. Đây không phải là một vụ tai nạn, mà đây là một vụ mưu sát. Không nghĩ là em ác độc như thế. Anh nói em độc ác á? Em độc ác chỗ nào? Em chỉ muốn dằn mặt con trà xanh trên ngang về mối quan hệ giữa em với anh thôi mà. Em muốn giữ bố của con em. Em sai ở đâu? Hả? Anh nói đi, em sai ở đâu? Đứng lại đã. Anh đi đâu? Anh nói cho hết đi. Anh không còn gì để nói với em nữa. Tạm thời anh không muốn gặp em. Ít nhất là cho đến khi em nhận ra cái sai của mình